tánh tâm đã được khai thị cho ta và ta đã trực nhận, tức là ta có chìa khóa để trực nhận lần khác. Nhưng cũng như ta phải giữ tấm ảnh và nhìn nó luôn luôn để cho chắc ta có thể nhận ra cái người mà ta sẽ đón ở phi trường. Cũng vậy, ta phải tiếp tục an trú trực nhận cái từ tánh tâm của mình qua sự thường xuyên thực tập, tức là phải tu thiền để nhận luôn luôn cái bản tánh thanh tịnh và cái ánh sáng đó. Thì khi gặp nó mới nhận ra. Khi ấy sự trực nhận trở thành thâm căn cố đế nơi ta, thành một phần của ta, đến nỗi gặp là nhận ra ngay, không cần bức ảnh. Vậy sau khi thực hành sự trực nhận bản tâm đã thuần thục thì vào lúc chết, khi ánh sáng căn bản xuất hiện, ta có thể nhận ra nó và hòa nhập với nó một cách tự nhiên. Các bậc thầy Tây Tạng nói là như đứa con thơ xà vào lòng mẹ. Rất là một cái hình ảnh rất là dễ thương và sống động. Và hay là như gặp bàn cố tri, hay là như sông chảy về biển, và như thế là ta được giải thoát. Sự chấm dứt tiến trình tan rã và xuất hiện ánh sáng căn bản đã mở ra một chiều không gian hoàn toàn mới mẻ. Một cách giản dị để giải thích điều này là so sánh với cách đêm chuyển thành ngày. Giai đoạn cuối của tiến trình tan rã khi chết là kinh nghiệm màu đen của giai đoạn thành tựu. Nó được mô tả giống như bầu trời trùm trong màn đêm u tối. Thì đó là khi mình chết rồi. Nhưng mà chết xong không phải là hết đâu. Không phải chết là hết đâu. Mà chết xong một cái thì là nó lóe lên cái ánh sáng căn bản. Mà nếu mà nghiệp mình nặng nề thì mình không thấy được ánh sáng đó, mà mình thấy ra những hình thù ma quái. Sự sinh khởi ánh sáng căn bản là như ánh sáng trong bầu trời trống rỗng không mây ngay trước lúc bình minh. Bây giờ dần dần mặt trời pháp tánh bắt đầu lên cao trong vẻ tráng lệ huy hoàng của nó, thắp sáng mọi đường cong của trái đất ở mọi hướng. Tia sáng của tính giác xuất hiện một cách tự nhiên và tỏa ra thành ánh sáng và năng lượng. Cái này là cái đặc biệt ở trong giáo lý Dzogchen, tả cho chúng ta thấy cái cảnh huy hoàng như thế nào. Và cái này là cái thấy của những bậc thầy đã giác ngộ. Còn đa số chúng ta thì trong cái lúc mà các bậc thầy thấy huy hoàng như thế thì chúng ta nằm ngất xỉu. Và ba ngày sau tỉnh dậy mò về ở trong cái thân trung ấm thôi. Đa số nếu chúng ta không có tu hành. Còn nếu bây giờ nghe như vậy mà khởi sự tu thập thì là có thể chúng ta sẽ thấy được như thế. Cũng như mặt trời lên trong bầu trời trong sáng trống rỗng, sự xuất hiện ánh sáng của bạc đô pháp tánh cũng sẽ nổi lên từ không gian lan khắp của ánh sáng căn bản. Cái tên chúng ta đặt cho sự trình diễn của âm thanh ánh sáng và màu sắc này là hiện diện tự nhiên, vì nó vẫn luôn luôn hiện diện trong tâm ta, trong sự trong sáng nguyên vẹn vốn là nền tảng của nó. Trong khi mà chúng ta đang vui vẻ chẳng hạn thì chúng ta thấy cảnh này là cảnh trời, giống như chúng ta ở trong cõi trời của Phật rồi chứ đâu phải cảnh phàm nữa. Đó là chúng ta có thể thấy được kinh nghiệm cái này trong lúc mà chúng ta sống, mà gặp những lúc chúng ta rất là vui vẻ, cái tâm chúng ta hòa bình thoải mái, thì có phải là khi đó cái cảnh nó rất là đẹp không? Thì đây cũng cái trạng thái này cũng giống như khi mà chúng ta chết mà chúng ta có tu đó, thì cái ánh sáng này nó hiện ra muôn hàng ngàn hình sắc đẹp, nhưng mà cũng do trong tâm ta biến hiện. Và vì khi chết á, là những cái trong cái tâm trạng mà không có cái thể xác thì là cái sự bén nhạy và những cái hình ảnh nó có một cái sức mãnh liệt gấp 10 lần lúc sống lận. Cũng giống như trong mộng đó, chúng ta thấy những cái gì ở trong mộng nó cũng tăng cường cái sự mãnh liệt hết. Chúng ta buồn một cái việc đó xảy ra trong sự thật chưa chắc chúng ta buồn, nhưng mà trong mộng cái không khí trong mộng nó có sẽ rất là buồn hoặc là rất là vui. Vui thì cũng vui hơn thường, mà buồn cũng buồn hơn thường, là vì cái tâm của chúng ta lúc đó nó rất là nhạy. Khi chết là chúng ta không có cái thân xác, cho nên chúng ta có gần như là chúng ta có thần thông đó. Trong vòng 21 ngày đó là cái người mà dù không tu hành gì đó cũng có thần thông, cho nên là cúng á, 10 chỗ cúng là họ tới ăn cả 10 chỗ luôn, chứ không phải là họ đến được một chỗ thôi, tại vì họ không có bị cái chướng ngại của thân xác nữa. Sau này khi mà chúng ta bàn đến cái bạc đô tái sinh thì chúng ta sẽ học được rất nhiều điều vui. Chẳng hạn trong đó nói là cái thân chúng ta khi đó là bằng một đứa con nít 8 tuổi tới 10 tuổi, và nó cũng đủ các cái cơ quan như thế. Và nếu chúng ta què, lúc sống chúng ta đuôi què mẻ sức gì không biết, nhưng mà khi chết thì cái thân thể đó rất là toàn vẹn và nó đang độ tuổi xuân xanh. Đó là do cái ý muốn của mình muốn sống, cho nên là mình
có nhà khu đéo, khi đó mình cũng tưởng tượng lại là khi đó mình muốn tái sinh, cho nên mình nhớ lại hồi lúc trẻ. Cho nên phần nhiều á, những cái người già là họ nhớ lại những kinh nghiệm họ hồi trẻ thôi, chứ còn kinh nghiệm mới đây họ không nhớ, nhưng mà họ nhớ là cái lúc họ 6-7 tuổi chẳng hạn. Thế đó là cái khuynh hướng trở về, khuynh hướng mà trở về cái lúc nhỏ đó là cũng là cái khuynh hướng muốn bám víu cái thân xác của mình. Thì bây giờ dần dần mặt trời pháp tánh bắt đầu lên cao trong vẻ tráng lệ huy hoàng của nó, thắp sáng mọi đường cong của trái đất ở mọi hướng. Tia sáng của tính giác xuất hiện một cách tự nhiên và tỏa ra thành ánh sáng và năng lượng. Quan trọng cái ánh sáng và năng lượng đây là quan trọng này. Tại vì nó có năng lượng nữa cho nên nó có rất nhiều âm thanh. Âm thanh mà có thể là cái người có tu thì nghe âm thanh nó du dương như là thiên nhạc. Rất là êm dịu. Nhưng mà một cái người mà ác độc thì nghe cái đó là như là quỷ gầm hay là sấm chớp hay là đài bác nổ tới để bắn mình vì mình làm ác quá. Thì tùy theo cái nghiệp của mỗi người mà tưởng tượng ra cái năng lượng đó là cái gì. Cái đó do tâm mình và cái nghiệp mình biến hiện thôi. Thì cũng giống như là bây giờ mà cái người mà họ không có thích nghe nhạc á, nhạc chất đồng thì nghe là cũng giống như chói tai vô cùng trời để. Cái người trẻ mà cho mà nghe nhạc classic thì nó buồn ngủ. Mà bây giờ một cái người già mà họ đã quen cái nhạc classic, bây giờ nghe nhạc rock and roll rồi chi chi đó thì nó rất là khó chịu. Đó, thì vì vậy mà Tử Tư Tây Tạng nhắc chúng ta khi gần chết và trong khi lúc sống mình nên tập đừng có ưa quá mà cũng đừng ghét quá. Cái gì mình cũng tự nhiên thôi, mình nghe mà không có vướng vào cái nghe, thấy mà không vướng vào cái thấy thì mới mong có cơ hội mà giải thoát. Chứ còn ghét cũng không được mà thương cũng được. Mình bám víu cái đó là rất là nguy hiểm. Nếu mình ghét nhạc rock and roll nào, mình ghét người ta thổi kèn, mà đến khi mình chết mà người ta thuê một đội thổi kèn tới, mình nổi sân cái đó cũng mệt lắm ạ. Cũng như mặt trời lên trong bầu trời trong sáng trống rỗng, sự xuất hiện ánh sáng của Bạc Đô Pháp Tánh cũng sẽ nổi lên từ không gian lan khắp của ánh sáng căn bản. Đây nói người có tu, còn những cái người ác thì họ thấy khác. Cái tên chúng ta đặt cho trình diễn của âm thanh ánh sáng và màu sắc này là hiện diện tự nhiên, vì nó luôn luôn hiện diện trong tâm ta, trong sự trong sáng nguyên ủy vốn là nền tảng của nó. Sự trong sáng đó là cái dùng của cái tánh, cho nên gọi là tánh giác diệu minh. Nó vừa sáng mà nó có diệu, nó rất là linh diệu, nhiều màu, nó có nhiều tài lắm. Nhờ đó mà chúng ta mới làm được mọi việc. Cái năng lượng, tức là cái khả năng của nó vừa sáng suốt mà nó có năng lượng. Thì cái năng lượng nơi một cái bậc giác ngộ thì đó là từ bi. Cho nên đại bi và đại trí nó luôn luôn đi đôi với nhau. Còn cái năng lượng cái phàm phu, tức là cực ác, đó là cái khả năng giết người tập thể. Cái khả năng mà bẻ khóa, ăn cướp, ăn trộm rồi vậy, nó cũng phải có một cái năng lượng mới làm việc cái đó. Tức là Phật đi một đường, chúng ta đi một nẻo, cho chúng ta cũng xài cái năng lượng đó. Giống như một con dao mà ông bác sĩ ông dùng để ông mổ người ta, ông cứu người ta, mà còn một cái kẻ sát nhân thì cũng dùng con dao đó nhưng mà để giết người. Cho nên cái Phật tánh đó là một nơi tất cả chúng sinh, nhưng mà Phật đi một đường, chúng ta đi một nẻo, khác nhau cái chừng đó thôi. Điều thực sự xảy ra là một tiến trình hiển bày trong đó tâm và bản chất căn để của tâm dần dần trở nên rõ rệt, bởi vì không có còn bị hàn cuộc trong một thân xác nữa. Bạc đô của pháp tánh, tức là cái quả trung gian pháp tánh đó, là một giai đoạn trong tiến trình này. Vì chính qua bối cảnh ánh sáng và năng lượng này mà tâm hiển thị trạng thái thuần tịnh nhất của nó, ánh sáng căn bản để tiến đến sự hiển hiện của nó thành hình dạng trong bạc đô kế tiếp, nghĩa là bạc đô tái sanh. Đó, nếu chúng ta không có nhận ra ánh sáng đó để nhập vào nó để giải thoát thì chúng ta sẽ đi xuống những cái cõi luân hồi tùy theo nghiệp chúng ta. Một điều rất đáng chú ý là vật lý học tân thời cũng đã chứng minh rằng khi tra tầm vật chất đến chỗ cùng cực thì nó được hiển bày dưới dạng một biển năng lượng và ánh sáng. Nhà vật lý học David Bohm nhận xét rằng dường như thể vật chất là ánh sáng được cô đồng lại, được làm cho đông lại. Tất cả vật chất là một kết tinh của ánh sáng thành những mẫu mực di chuyển qua lại với tốc độ trung bình chậm hơn tốc độ của ánh sáng. Vật lý học tân thời cũng khám phá ra ánh sáng có nhiều phương diện. Nó đồng thời là năng lượng và cũng là thông tin, nội dung, hình dáng, cơ cấu. Nó là tiềm năng của mọi sự.
Bạc đô của Pháp Tánh có 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn trình bày một cơ hội khác nữa để giải thoát. Nếu cơ hội này không được ta bắt lấy thì giai đoạn kế tiếp sẽ mở ra. Sự giải thích ở đây về Bạc đô Pháp Tánh bắt nguồn từ mật điển của Dzogchen, trong đó nói rằng chỉ nhờ pháp tu cao cấp đặc biệt gọi là tơ gan, người ta mới có thể hiểu ý nghĩa trực thực sự của Bạc đô Pháp Tánh này. Ngay cả trong Tử thư Tây Tạng cũng thuộc giáo lý Dzogchen, chuỗi liên tục 4 giai đoạn này cũng chỉ nói mơ hồ, hầu như hơi ẩn mật và không xuất hiện trong một cơ cấu trật tự rõ ràng. Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng danh từ chỉ có thể cho ta một vài hình ảnh khái niệm về những gì có thể xảy ra trong Bạc đô Pháp Tánh mà thôi. Những hình ảnh của Bạc đô này vẫn chỉ là khái niệm khi mà hành giả chưa kiện toàn pháp môn tơ gan. Đến khi ấy thì những gì khi mà chúng ta kiện toàn rồi thì những gì nói sau đây sẽ trở thành một kinh nghiệm cá nhân không thể chối cãi. Ai tu nấy chứng thôi, cho không có thể nào mà người khác nghe không thể nào mà hiểu được. Khi giai đoạn thứ nhất của Bạc đô Pháp Tánh là quan sát phong cảnh bằng ánh sáng. Cảnh này rất là đẹp. Trong Bạc đô Pháp Tánh ta mang một cái thân bằng ánh sáng. Giai đoạn đầu của Bạc đô này là khi hư không tan thành ánh sáng. Thình lình ta ý thức đến một thế giới âm thanh, ánh sáng và màu sắc. Tất cả những hình dạng quen thuộc thường ngày đã hòa tan thành một phong cảnh ánh sáng lan khắp. Ánh sáng này rực rỡ, chói chang, trong suốt và nhiều màu, không bị giới hạn bởi một chiều hướng nào, lóng lánh và luôn luôn chuyển động. Tử thư Tây Tạng gọi nó giống như một ảo giác trên đồng trống trong hơi nóng mùa hè. Màu sắc của nó là biểu hiện tự nhiên của thể tánh tứ đài trong tâm. Hư không màu xanh, nước màu trắng, đất màu vàng, lửa màu đỏ và gió màu lục. Những tướng sáng chói chang ấy trong Bạc đô Pháp Tánh an trú lâu hay mau hoàn toàn tùy thuộc mức độ an trú của ta trong pháp môn thiền tô gan. Chỉ khi trực thực sự làm chủ pháp môn tơ gan này, ta mới có thể ổn định kinh nghiệm ấy và sử dụng nó để đạt giải thoát. Nếu không, Bạc đô Pháp Tánh chỉ lóe lên giữa một như một làn chớp mau tới độ ta không ngờ nó đã xẹt tới nữa. Ta lại phải nhấn mạnh rằng chỉ một hành giả tơ gan mới có thể có sự trực nhận vô cùng quan trọng này, đó là những biểu hiện ánh sáng chói lọi này không hiện hữu ngoài tự tánh của tâm. Cái hành giả tơ gan mới là thấy được đó là tâm mình biến ra, còn người khác nào sờ lắm. Với giai đoạn thứ hai của Bạc đô Pháp Tánh là hồi nhập vào cái thế giới của chư thiên, sáu cõi luân hồi đây. Nếu người chết không thể nhận ra đấy là biểu hiện tự nhiên của tánh giác, thì những quan sát giản đơn ấy khi khởi sự hòa tan vào nhau, cô đồng lại thành những điểm sáng hay những trái cầu bằng ánh sáng đủ cỡ gọi là tích lê. Trong những trái cầu sáng này, những mandala chư thần an lạc và phẫn nộ. Mandala tức là một cái thế giới qua nhà y báo đó, trong đó những cái vị đó ở, những mandala chư thần an lạc và phẫn nộ xuất hiện. Thường thường mandala tượng trưng bằng một cái hình tròn, gọi là quán đồ hình đó. Những trái cầu khổng lồ bằng ánh sáng tù lại dường như chiếm tròn cả không gian, ở không gian trong tâm thức mình đó. Đây là giai đoạn thứ hai, gọi là ánh sáng tan thành nhất thể. Trong đó ánh sáng xuất hiện với hình dạng những đức Phật hay chư thiên đủ cỡ, đủ màu sắc hình dạng, cầm những đồ phù tùng khác nhau. Ánh sáng họ chiếu ra thật chói chang làm lòa mắt, âm thanh thì ghê rợn như ngàn tiếng sấm sét nổi lên, còn những tia sáng thì giống như những tia laser đâm thủng mọi sự. Đây là 42 thần an lạc và 58 thần phẫn nộ làm thành 100 vị thần mô tả trong Tử thư Tây Tạng. Những vị này xuất hiện trong một giai đoạn vài ngày ở trong những mandala đặc biệt của họ gồm từng nhóm năm. Do đó mà chúng ta trong cái trai đàn bạc đồ hay là chẩn tế đó, thường thường chúng ta có thiết cái năm cái bàn gọi là ngũ phương Phật đó, là từ cái giải thích này mà chúng ta hiểu được vì sao mà có ngũ phương Phật, năm đức Phật ở trong một cái trai đàn chẩn tế. Năm đức Phật này là ngũ uẩn của chúng ta khi đã được tình hóa, thoát ra ngoài tất cả những cái ô nhiễm phiền não thì sẽ thành năm vị Phật. Thì cái chữ ngày trong cái Tử thư Tây Tạng không phải là ngày 24 giờ đâu, mình đừng có tưởng lầm như thế.
sau này sẽ nói kỹ. Hình ảnh này chiếm trọn bầu trời trong tâm thức ta với một cường độ mãnh liệt, mà nếu ta không nhận ra thực chất của nó thì nó có vẻ đe dọa ghê gớm. Ta bị ngốn ngấu trong nỗi sợ hãi kinh hoàng và ta ngất xỉu. Mặc dù khi đó ta không còn cái thân nữa, nhưng mà vì thói quen cho nên thấy cũng tránh, giống như trong mộng đó. Con cọp trong mộng nó đâu có ăn thịt mình được, nhưng mà mình nằm thấy cọp á, thì mình đâu có biết là mình nằm mộng, cho nên mình cũng chạy bán sống bán chết. Và khi vậy chúng ta có thể toát đầy mồ hôi. Có phải là một cái hình ảnh trong mộng cũng có thể làm cho chúng ta rất là hãi hùng? Thì những cái hình ảnh đây cũng vậy. Cho nên cái việc mà thiền, mà học về thiền Tô Văn ra này á, thì cũng giống như là phải quán tất cả mọi sự đều là huyễn mộng. Và thứ hai nữa là phải biết khi đó mình chết rồi, không còn cái gì có thể đồng tới cái thân xác mình nữa. Đâu có xác mà đồng tới. Một cái 100 con quỷ mà đâu có tấn công được hư không. Cái thân của mình khi đó là thành hư không rồi, cần gì phải chạy. Nhưng mà vì cái nghiệp lực mình vẫn bám vào cái tư tưởng rằng mình còn một thân xác, cho nên vẫn sờ vẫn chạy như thường. Và do đó hoảng hốt chạy vào các cái nẻo luân hồi và tạo một cái thân xác mới, nhập vào một thân, một con chó, một con bò hay một cái gì đó, tùy cái nghiệp của mình. Thì cái kinh nghiệm này chúng ta có thể so sánh với những người mà cuộc giò chẳng hạn. Cuộc tay, cuộc chân thì những cái tháng đầu đó họ vẫn còn, ví dụ như họ bị chặt tay hết cả bằng tay phải rồi, bị đàn, bị đồ, bị cưa tay hay là bị tai nạn xe cộ họ cưa tay, nhưng mà họ vẫn còn thấy ngứa ở đầu bàn tay đó. Hay là chặt chân rồi mà họ vẫn còn ngứa ở đầu cái bàn chân đã bị chặt, là vì họ đã quen sống với cái bàn chân đó mấy chục năm rồi, cho nên bây giờ có mất đi họ vẫn còn cái tưởng. Cái bàn chân đó chỉ có trong tưởng họ, nhưng mà họ vẫn thấy ngứa, thấy đau, thấy mỏi như thường. Ví dụ mình hay mỏi cái giò đó, bây giờ giò đó bị mất rồi mà mình vẫn thấy mỏi giò, là vì cái tưởng đó. Thì chính cái tưởng đó nó làm cho mình khổ. Từ chính ta và những vị thần ấy có những chùm tia sáng nhỏ nhiệm tỏa ra hòa tâm ta với tâm chư thiên. Vô số trái cầu sáng xuất hiện trong những tia sáng càng tăng thêm rồi cuồn lại khi tất cả chư thần đều tan vào trong ta. Thì đây là cái giai đoạn mà chúng một cái người có tu mà chưa có giải thoát hoàn toàn, thì khi đó có thể nhập vào cái ánh sáng của chư thiên. Nếu mà tránh cái ánh sáng căn bản thì có thể nhập vào ánh sáng chư thiên. Cái hồi nhập lần thứ hai này cũng còn có thể cơ hội để giải thoát, nhưng mà nó yếu hơn. Trong Tử Thư Tây Tạng nói là giống như một trái banh nó dồi. Thì nó dồi lần thứ nhất là cao nhất, và những cái lần sau thì nó dồi yếu dần. Thì cái tâm thức chúng ta cũng vậy, khi tiếp xúc ánh sáng căn bản đầu tiên thì là cái cơ hội đầu tiên, là cái cơ hội giải thoát mau nhất. Rồi sau đó nó yếu lần, nhưng mà nó còn nhiều cơ hội để cho chúng ta giải thoát. Nếu mà chúng ta có tu thì có thể là có 5-6 cơ hội kế tiếp. Thì đây là những cái cơ hội sau đó để giúp chúng ta giải thoát vào những cái cõi Phật, nếu chúng ta có chiều tu và có chiều nghe kinh kệ. Ví dụ như một người bình thường có tu, thích nghe kinh, thì khi đó nghe cái tiếng tụng kinh là tâm hồn mình phơi phới, mình lâng lâng lên. Còn nếu một người bình thường không tu mà khi đó nghe kinh là còn nổi sân nữa. Họ có thể là họ nghe kinh họ khó chịu, thì khi đó không có nên tụng cho họ. Những cái người mà họ nổi sân, họ không có duyên với Phật Pháp thì không ít gì để mà tụng kinh cho họ, vì họ nghe kinh họ còn nổi sân thêm. Nếu họ ghét Phật Pháp chẳng hạn, khiến khi đó mà tụng kinh có thể là tâm hồn họ nổi sân, họ có thể đọa vào những cái quả xấu. Có những người gần chết mà nghe kinh lại sợ chết, là tại vì họ không có hiểu cái tác dụng của sự tụng kinh. Họ cứ nghĩ là chết là mới tụng kinh thôi. Thì là những cái tia sáng này á, và những âm thanh này, tùy theo người. Nếu chúng ta mà có tu thì chúng ta thấy tia sáng này là tia sáng của cõi Phật và âm thanh đó là tiếng tụng kinh. Còn những người không tu thì thấy tia sáng này và những cái âm thanh này là rất là ghê rợn. Đến cái giai đoạn thứ ba của pháp tánh là tuệ giác. Nếu ta vẫn chưa nhận ra và an trú thì giai đoạn kế tiếp sẽ mở ra, gọi là cái nhất thể tan thành trí tuệ. Bằng sự đầu là ánh sáng tan thành hư không, thì hư không tan thành nhất thể. Hư không tan thành ánh sáng, tan thành nhất thể. Và giai đoạn thứ ba là nhất thể tan thành trí tuệ. Một chùm tia sáng nhỏ khác tuôn phát từ tim và một ảo tường khổng lồ mở ra. Tuy nhiên từng chi tiết vẫn sáng sủa rõ ràng. Đây là sự trình bày những khía cạnh khác nhau của trí tuệ, hiện ra một lượt dưới dàng những tấm thảm trải ra bằng ánh sáng và trái cầu sáng rực rỡ.
Đây là cái giai đoạn mà các chư Phật trong năm phương đến để rước chúng ta. Cái giai đoạn thứ hai là chư thiên này á, là cũng là một cái ánh sáng này, cũng là giống như cái ánh sáng đầu, ánh sáng căn bản nhưng mà yếu hơn thôi. Là cũng cơ hội để chúng ta giải thoát. Thì đến giai đoạn thứ ba là có năm Đức Phật ở năm phương. Đầu tiên, trên một tấm thảm ánh sáng màu xanh lục xuất hiện những trái cầu sáng màu sapphire xanh gồm những nhóm năm, chỗ nào cũng nhóm năm hết trơn á. Phía trên đó, trên một tấm thảm ánh sáng trắng xuất hiện những trái cầu sáng chói lòi trắng như pha lê. Trên nữa, trên một thảm ánh sáng vàng nhạt xuất hiện những trái cầu sáng màu vàng ròng. Và trên nữa, một thảm ánh sáng đỏ nâng đỡ những trái cầu sáng đỏ màu hổ phách. Trên tất cả là một trái cầu sáng rực rỡ như một cái lồng tỏa ra làm bằng lông chim công. Sự trình diễn những quan sắc sáng chói này là biểu hiện của năm trí, pháp giới thể tánh trí, giống như hư không cùng khắp, đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí. À, những cái phần đẹp nhất ở trong người mình á, thì nó biến thành những cái hình ảnh đẹp đẽ như thế. Tinh chất của cái trí tuệ của mình á, nhưng vì trí thành sở tác chỉ kiện toàn được vào lúc giác ngộ, nghĩa là thành Phật rồi mới có được cái thành sở tác trí hiện tiền, nên nó chưa hiện ra ở đây. Bởi thế mà không có thảm ánh sáng màu lục và những trái cầu sáng, tuy thế nó nổi tài trong tất cả màu sắc khác. À, cho nên chúng ta thấy cái cờ Phật giáo là nó bắt chước cái này đây. À, có một năm màu và một cái màu tổng hợp đó. Điều được biểu hiện ở đây là tiềm năng giác ngộ của ta. Thành sở tác trí chỉ xuất hiện khi ta thành Phật. Nếu bạn không đạt giải thoát ở đây nhờ an trú không tán loạn vào từ tánh của tâm, thì những tấm thảm ánh sáng và những trái cầu sáng trong đó cùng với từ tánh của ta, tất cả sẽ tan vào trong trái cầu sáng như cái lồng bằng lông chim công. Giai đoạn thứ tư của Bạc Đô Pháp Tánh là hiện diện tự nhiên. Điều này báo hiệu giai đoạn cuối cùng của Bạc Đô Pháp Tánh, sau đó là đến cái Bạc Đô tái sanh. Là cả năm ánh sáng rồi đến mà không cứu mình được, mình vẫn chạy theo những cái tia sáng mờ của lục đạo, cái quán cà phê đó hả, hay là mấy quán nhảy nhót đó. Trí tuệ tan thành hiện diện tự nhiên, bây giờ toàn thể thực tài trưng ra trong một cuộc trưng bày vĩ đại. Trước hết, trạng thái thanh tịnh nguyên thủy xuất hiện như một bầu trời mở rộng không mây, rồi chư thần an lạc và phẫn nộ xuất hiện. Tiếp theo là những cảnh giới chư Phật và dưới đó là sáu cõi luân hồi. Cái giai đoạn thứ tư này là bắt đầu giới thiệu ra sáu cõi luân hồi rồi. Tính cách bao la vô hạn của cảnh tượng này thực hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng thông thường của chúng ta. Mọi khả năng đều được trình bày, từ trí tuệ và giải thoát cho đến mê mờ và tái sinh. Trong lúc ấy, ta tự thấy mình có những khả năng nhận thức và trí nhớ sáng suốt. Chẳng hạn với sự sáng suốt hoàn toàn, các giác quan không bị trở ngại, ta sẽ biết các đời trước, đời sau, thấy suốt tâm địa người khác và có tri kiến về cả sáu nẻo luân hồi. Trong một thoáng, ta có thể nhớ lại một cách sống động tất cả những giáo lý đã được nghe và cả những giáo lý ta chưa từng nghe cũng thức dậy trong tâm ta. Cho nên cái tâm chúng ta rất là linh thiêng, mặc dù chúng ta chưa thành Phật. Trong khi mà chúng ta thoát xác là ta rất là linh. Toàn thể cảnh tượng này sẽ tan biến trở lại vào tinh chất sơ nguyên của nó như một cái lều sụp đổ khi những sợi dây của nó đã bị cắt đứt. Nếu ta có được sự an trú bền vững để nhận ra những hiện tượng ấy là tia từ chiếu, từ tấm giác của từ tâm, thì ta sẽ được giải thoát. Nhưng nếu không có kinh nghiệm của pháp tu tơ gan, ta sẽ không thể nào nhìn những vị thần sáng chói như mặt trời ấy. Thay vì thế, ta đưa mắt nhìn xuống lục đạo theo khuynh hướng thói quen nhiều đời. Chính những hình ảnh lục đạo mà ta nhận ra sẽ dù dẫn ta trở lại vào lưới mê. Trong tử thư Tây Tạng, những thời kỳ nhiều ngày được dành cho những kinh nghiệm về Bạc Đô Pháp Tánh. Đây không phải là những ngày dương lịch 24 tiếng đồng hồ, bởi vì trong phạm vi pháp tánh, chúng ta đã hoàn toàn vượt ra ngoài mọi giới hạn thời gian, không gian. Những ngày này là ngày thiền quán,
và ám chỉ thời gian mà chúng ta có thể an trú không tán loạn trong tánh giác của từ tâm hay trong trạng thái nhất tâm. Nếu không có thực tập an trú vững vàng trong thiền định thì những ngày ấy có thể ngắn như một phút, và sự xuất hiện chư thần an lạc và phẫn nộ sẽ mau chóng đến độ ta không thể nào ghi nhận được. Một gợi ý khác để nhìn Bạc Đô Pháp Tánh là hãy xem nó như thế giới nhị nguyên được hiển bày trong hình dạng thuần tịnh tối hậu của nó. Chúng ta được đưa ra phương tiện để giải thoát, song đồng thời chúng ta cũng bị dụ dẫn bởi tiếng gọi của những bản năng và tập quán thường ngày của ta. Ta kinh nghiệm năng lực thuần túy của tâm linh mà đồng thời cũng kinh nghiệm sự rối ren mờ mịt của nó. Dường như thế ta đang được nhắc nhở phải làm một quyết định, phải chọn lựa giữa hai con đường. Dĩ nhiên chúng ta được cái quyền chọn lựa ấy hay không còn tùy thuộc vào mức độ tu tập của ta trong lúc sống. Cho nên rất là quan trọng, khi đó thì chúng ta chỉ có việc đi theo nghiệp mình giống như tên bắn mà thôi. Vì vậy mà cái tử thư Tây Tạng, chúng ta học cái này để chúng ta biết sờ và biết tu ngay trong khi sống, để chuẩn bị cho sự chết và cho các cái đời sau. Bây giờ có mấy câu hỏi của một vị hỏi kỳ trước, tôi xin trả lời ở đây. Lúc đau làm sao trấn tĩnh được, chịu đựng đừng rên la, là câu thứ nhất. Thứ hai là có nên thích cảnh đẹp thiên nhiên không? Và thứ ba là ngủ mà chiêm bao nhiều, có sao có tốt không? Nó cũng liên hệ tới cái chết, cho nên tôi xin trả lời đây luôn. Thì trước hết là ngủ mà chiêm bao nhiêu là tức là thì mình như vậy là mình còn mê và còn loạn tâm nhiều, cho nên là phải niệm Phật hoặc là phải quan sát cái giấc chiêm bao của mình. Nếu mình chiêm bao dữ, mình hay chiêm bao về lửa thì mình biết mình còn sân nhiều, sân giận. Mình chiêm bao về nước thì mình biết là mình còn ái dục nhiều. Cho nên những cái người mà chiêm bao thì có thể là một cái người tim yếu, máu chảy không có điều hòa, nó cũng sinh ra cái sự mộng mị. Nhưng mà cũng có những cái giấc chiêm bao nó báo hiệu cho mình biết về cái trình độ tu của mình, cái trình độ ràng buộc hay là giải thoát của mình. Thì tùy theo mình quan sát cái giấc mơ để mình hiểu. Nhưng mà thiệt ra chiêm bao cũng tùy theo cái giấc chiêm bao, không có thể nói là tốt hay xấu được. Nhưng mà quan trọng nhất là ngủ mà tỉnh giác và biết được cái khi mà mình chiêm bao mà mình thấy mình chiêm bao, mình niệm Phật, mình đi chùa nhiều thì như vậy là tốt. Mà mình chiêm bao mình gây gỗ người ta thì như vậy là xấu. Còn cái chuyện mà cảnh đẹp thiên nhiên có ưa, có nên thích cảnh đẹp thiên nhiên không, thì là cái cảnh đẹp thiên nhiên thích thì là tùy theo. Nếu mà mình khi mà mình đến thiên nhiên, mình thấy cái cảnh thiên nhiên mà gợi cho mình những cái sự tu tập giải thoát và những cái sự an bình, nếu mình có cái thích như vậy thì rất là tốt để mình tu tập. Nhưng mà khi mà mình thích thiên nhiên quá đến nỗi mà mình ở thành phố mình chịu không nổi, thì như vậy là cái thích đó trở thành một cái sự ràng buộc thì cũng không có nên. Làm sao mà mình ở đâu mình cũng an lạc được, lúc nào trong đầu mình cũng có một cái bầu trời ngay trong tâm mình để mình có thể giải thoát ở bất cứ hoàn cảnh nào, cái đó tốt hơn. Còn một cái câu quan trọng là khi mà mình đau mà có sức chịu đựng thì làm sao? Nỗi đau đớn làm sao trấn tĩnh được? Thì theo trong các cái pháp tu của Tây Tạng á, thì cái này rất là hay. Thì khi mà mình đau quá đó thì là cũng khó, mà nhất là khi mà mình gần chết mà mình đau quá thì thường thường người ta nói là tôi không có sợ chết, nhưng mà tôi sợ nhất là đau. Đúng như thế, nếu mà đau quá thì là mình sợ là mình không có tỉnh giác được để mình niệm Phật. Và nếu mà những cái người mà họ có tu thiền thì họ rất sợ khi mà chết mà phải chích thuốc mê để cho khỏi đau, quên đau. Thì có những cái bậc thầy Tây Tạng họ chẳng thà cắn răng chịu đau còn hơn là chích một phim để cho họ bị mê đi. Tại vì trong cái sự tu á, tu hành thì cần nhất là chết mình phải tỉnh giác. Đau mê thì đau mà tỉnh giác vẫn tốt hơn là mê. Mê thì mình không có làm chủ được những cái cảnh mình thấy trong cái trung ấm. Cho nên các cái bậc thầy Tây Tạng mới bày ra một cái cách như vậy mà tôi thấy rất là hay.
Và tôi không ngờ cái hồi nhỏ tôi cũng đã áp dụng cái này mà không ai dạy cho mình hết. Mà bây giờ mình đọc sách thì mình lại thấy là nó trùng hợp mới lạ rồi. Và khi mình đau quá đi đó, thì có bốn cách để mình quán tưởng. Thứ nhất đó là mình quán tưởng những cái thời gian tu khổ hạnh của Đức Phật đó. Mình quán tưởng Phật tu khổ hạnh, Ngài đau khổ biết bao nhiêu. Để 6 năm khổ hạnh Ngài rất là đau đớn, khổ sở. Thì bây giờ mình quán tưởng cái đau này cũng giống như là một cái pháp tu khổ hạnh để mình đạt đến giác ngộ, thì làm cho mình đỡ đau. Và mình nhớ tới Phật thì mình cũng cái đau mình cũng đỡ khổ. Mình khi đó mình thương Phật quá, Phật từ rước cái đau vào mình để tìm cái giác ngộ, để đem lại cho chúng ta cái đạo để ngày nay chúng ta có mà tu hành. Thì bây giờ chúng ta có đau bao nhiêu, chúng ta nhớ Phật, chúng ta thương Phật, chúng ta cũng đỡ đau rất là nhiều. Chúng ta thấy là mình có đau với mấy để chúng ta nghĩ tới cái cơn đau của Phật trong những khi mà Ngài bị Ngài trong 6 năm khổ hành, Ngài còn bồ xương. Thì đó là cái cách thứ nhất. Cái cách thứ hai á, là chúng ta nghĩ đến những cái tội lỗi của chúng ta trong quá khứ từ vô lượng kiếp tới giờ. Chúng ta đã sát sanh trộm cắp rồi đủ thứ làm những cái xấu xa, và những cái nhất là sát sanh hại mạng làm cho mình đau. Mình giết bao nhiêu là cái con vật để mình ăn thịt, mình lột da, cắt xương, cắt gân của nó. Thì mình đã hành hạ chúng sinh trong vô lượng kiếp, thì bây giờ mình có đau bao nhiêu, mình nghĩ tới cái chuyện sám hối. Cái đau này cũng giống như là con xin là sám hối lỗi lầm. Cái đau này giống như mình đau chừng nào thì mình tiêu bớt nghiệp chướng chừng đó. Thì cái đó mình thấy cái đau nó cũng đỡ đau. Mình đau để mình chuộc tội đó, để mình chuộc tội với chúng sinh. Mình nói như vậy là chắc là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã xẻ da lột xương, trẻ da lột xương của bao nhiêu chúng sinh, cho nên bây giờ chúng ta phải đau đớn như thế này, phải cắn răng chịu đựng để sám hối. Thì người Tây Tạng họ có một cái câu là nói tất cả những cái đau khổ trên đời mình giống như một cái chổi, nó quét sạch nghiệp chướng của mình. Thành người tu đừng có sợ đau khổ, đừng có sợ những cái thất bại, đừng có sợ chửi mắng, mà chỉ sợ mình gặp những cái hoàn cảnh mà thuận tiện đó thì mình dễ bị hư hỏng. Mình ngồi cao, quyền cao chức trọng đó, cái đó mình dễ làm thành tội lỗi, tạo những cái tội nghiệp. Còn mình gặp những cái cảnh như thế là mình tiêu bớt bao nhiêu là nghiệp chướng. Cho nên khi đau thì mình quán như thế thì mình cũng đỡ đau. Và thứ ba nữa là có cái pháp mà gọi là tông len, tức là pháp chiều thay. Thì cái pháp chiều thay này rất hay. Đó là một cái pháp tu của người Tây Tạng. Thì có những cái người mà họ bị bệnh cùi. Ngày xưa là bên Tây Tạng đó, họ gặp bệnh cùi là không có pháp chữa. Nhưng mà người Tây Tạng họ rất là mồ đạo. Cho nên có nhiều người đó, họ khi mà họ biết họ bị bệnh cùi đó, thì họ cho hết tài sản của họ, rồi họ lên họ ngồi trên đỉnh núi đó, họ tu cái pháp chiều thay. Thì họ ngồi như vậy trước sau gì mình cũng đau, cho nên họ ngồi thiền. Họ ngồi thì họ ngồi trong tư thế mình ngồi thiền, thì tất cả là đều quán qua hơi thở. Khi hít vào, tưởng tượng bao nhiêu những cái người bình cùi trên thế giới đó, tất cả những cái đau khổ của những người bình cùi trên thế giới, họ quán thành một cái luồng khói đen rất là lớn. Và khi mà họ hít vào để họ tưởng tượng cái luồng khói đen đó vô trong cái tâm của họ, đến cái bản ngã, cái trọng tâm bản ngã của họ. Nghĩa là khi đó họ quên bản ngã, mình chịu đau thay cho tất cả những người đau. Cho nên họ mới rước vào tất cả những cái đau đó, nguyện rước tất cả những cái bình cùi trên thế giới và tất cả những cái chứng bình an y khác vào hơi thở tôi. Và khi thở ra thì tôi ban ra tất cả cái sự giải thoát, an lành, khỏi bệnh cho tất cả chúng sinh. Thì khi đó mình thấy mình đau không có một chút nào là đau hết trơn. Tại vì trong giờ này nhân loại đau khổ biết bao nhiêu, thì cái đau của mình đâu có thông gì đâu. Bây giờ Somali rồi Trung Đông rồi ở Nam Phi rồi, bao nhiêu là cái cảnh đau khổ. Mà khi mà mình quán tưởng được thì là mình thấy là cái đau của mình không thông gì. Và khi mình quán cái đau đó thì đem lại cho sự đau đớn của mình một ý nghĩa là mình đang chịu thay đau khổ cho nhân loại. Đó là pháp môn chiều thay, nguyện đài chúng sinh thọ vô lượng khổ đó. Trong Bát Đại Nhân Giác cũng có cái câu đó: xin nguyện thay cho chúng sinh chịu vô lượng khổ đau. Thì khi đó mình thấy khổ đau của mình cũng không có đáng vào đâu hết trơn. Đó là cái cách thứ ba. Còn cái cách thứ tư là mình nghĩ tới những cái người họ thua mình, họ
họ cũng cùng bệnh như mình mà họ không có được ai săn sóc, hoặc là họ không có tiền chẳng hạn, thì khi nào mình cũng tìm được một vài người mà mình thấy để mình thương, mình trải cái lòng thương lên họ, thì khi đó mình cũng bớt được đau. Cho nên cái tâm đại bi là rất là quan trọng, nó làm cho mình hết đau, hết khổ. Chỉ có vì cái bản ngã của mình mà làm cho mình khổ thôi. Còn khi mình trải tâm đại bi á, thì là mình không có khổ nữa. Vì vậy cái tâm đại bi là trọng tâm của trí tuệ. Trọng tâm của trí tuệ chính là cái tâm đại bi. Thì có một cái ngài tu như thế, tu cái pháp môn chịu thai như thế suốt đời ở bên Tây Tạng cho đến khi ngài già. Thì ngài tự nhiên ngài khóc. Ngài khóc to nức nở, ngài đệ tử mới tới mà ngài cũng đau ốm như hết trơn á. Thì đệ tử tới nói sao thầy khóc, và thầy nói là tại vì là tôi cả đời là tôi chỉ cầu một cái chuyện là tôi sinh về địa ngục để giúp đỡ chúng sinh với địa ngục, vì chúng sinh địa ngục khổ quá đi. Ai sẽ là cái người xuống địa ngục để mà cứu, thành tôi nguyện xuống địa ngục. Mấy bây giờ có cái điềm báo là tôi là sắp bị về tịnh độ. Chư Phật tới báo trước là ngày đó ngày kia là ta là sẽ về tịnh độ. Cho nên ta buồn quá, bây giờ thì đốt hương đốt trồng lên mà cầu nguyện chư Phật cho tôi được về địa ngục. Đó là cái tâm Bồ Tát quá lớn, cho nên họ đến khi họ thực hành lúc đầu là chỉ là cái phương tiện để mình á, thì mình đau khổ quá mình làm cái đó để làm phương tiện đây, ngày này không đau đớn chứ hết mà phát nguyện chịu thay mà lại còn chết, lại đòi xuống địa ngục nữa mới chết. Mà chính những cái người đó thì là họ là không bệnh mới chết chứ. Là nói chúng chính là cái khổ của mình là vì cái chấp ngã. Tất cả cái đau khổ là vì chấp ngã mà thôi. Còn nếu mà chúng ta phát tâm Bồ Đề thì chúng ta ở đâu cũng là niết bàn, ở đâu cũng là tịnh độ hết trơn. Cái đau khổ là chính là cái chấp ngã của mình. Cái ngã chấp của mình thì mình ở đâu mình cũng gặp cái người để cho mình ghét, ở đâu cũng gặp cái người để cho mình đấu tranh, để mình hận thù hết trơn á. Mà mình mà nếu mà mình lìa cái tâm chấp ngã thì ở đâu mình cũng tìm được bàn đạo hết trơn. Mà ở đâu mình cũng thấy Phật, mà ở đâu cũng là cảnh Phật hết trơn. Thành ra quan trọng nhất là cái phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là một cái chuyện rất là quan trọng. Xin quý vị hồi hướng. Chờ để
ổn định chỗ ngồi rồi nghe pháp. Quý Phật tử, hôm nay là gần ngày lễ Vu Lan, là cái ngày gọi là cứu đảo huyền, cái ngày xá tội vong nhân, cái ngày mà bao nhiêu tội nhân ở dưới địa ngục hy vọng được giải thoát nhờ công đức chú nguyện của mười phương tăng chúng, thì cũng là điều thích hợp để chúng ta nói về cái bạc đô thứ ba là bạc đô tái sanh. Tôi xin nhắc lại, có tất cả bốn bạc đô. Bạc đô có nghĩa là giai đoạn trung gian. Chúng ta đã nói về bạc đô tự nhiên của cuộc đời này, tức là những cái khoảng trung gian giữa hai công việc, cái lúc mà chúng ta bất giác, nghĩa là không có biết, nghĩa là có thể rơi vào một trong nhiều trường hợp khác nhau, và tùy cách chúng ta chọn lựa mà chúng ta sẽ có một cái hướng đi mới, nó sẽ tiếp tục trầm luân sinh tử hay là sẽ được giải thoát. Đó là một cái giai đoạn rất là quan trọng, nó định đoạt tương lai chúng ta, thì gọi là bạc đô. Thì cái bạc đô tự nhiên của cuộc đời này là như những cái ngày chủ nhật, hoặc là như những cái lúc về hưu, hoặc là những lúc nghỉ ngơi, hoặc là trung gian giữa hai công việc, hay là giữa hai cái đoạn đời của chúng ta. Có thể nói là đó là những cái khủng hoảng của trưởng thành, từ thiếu niên cho đến thành niên, rồi giữa cái giai đoạn thành niên cho tới già, cho tới giai đoạn lão niên, thì nó có những cái khúc quanh rất là quan trọng. Tùy theo chúng ta định đoạt làm cái gì mà chúng ta sẽ, cái hướng đi mới của chúng ta sẽ nó đổi khác. Có thể chúng ta nhờ một cái cuộc cháy nhà hoặc là trắng tay mà chúng ta đổi mới con người của mình, hoặc là nhờ một cái cơn bệnh mà chúng ta có một cái đời mới. Thì cái giai đoạn đó nó rất quan trọng, gọi là bạc đô. Thì cái bạc đô tự nhiên của đời này là cái bạc đô lúc sống. Thứ hai là cái bạc đô quang vinh của pháp tánh, tức là đối với những cái vị mà có tu suốt một đời, thì đến khi mà chết á, vừa tắt thở thì họ có thể an trú trong một cái ánh sáng, gọi là ánh sáng căn bản. Thì trước chúng tôi nói đó là mở ra một cái thế giới hết sức là huy hoàng lộng lẫy, mà cái đó là do tâm biến hiện mà thôi, cho cái ánh sáng đó thì xuất hiện với tất cả mọi người. Ánh sáng đó là tinh chất của tứ đại, nó xuất hiện với tất cả mọi người, nhưng mà chỉ có người mà có tu thiền suốt đời, luôn luôn sống trong cái tự tánh tuyệt đối của cái tâm mình á, thì mình mới có thể nhận ra được cái ánh sáng đó và thể nhập vào. Cái đó có thể nói theo cái danh từ khoa học gọi là cái tia vũ trụ đó, rayon cosmic đó, thì là cái đó là cái ánh sáng vô ngã, cái tia vũ trụ mà một con người sống suốt đời không có chấp, quá chấp vào cái thân của mình, thì đến khi chết á, thì sẽ nhập vào ánh sáng đó và được giải thoát, gọi là bạc đô pháp tánh. Và sau đó thì có những cái bạc đô, trong cái bạc đô pháp tánh cũng có tới 4 giai đoạn là có người tu cao thì nhập vô liền, còn có người thì phải nghe khai thị, rồi thì mới được nhớ lại mà nhập vào trong cái ánh sáng đó. Khai thị là tất cả những cái gì mà cảnh tượng ghê gớm kinh hoàng đó, mà nếu mà nhận ra đó là tâm mình chiếu ra thì sẽ là an trú vào đó, cho đừng có sợ hãi. Thì cái lời khai thị đó là dành cho những cái người có tu,
Cho nên cái cuốn Tử Thư Tây Tạng là dành cho những cái người có tu cái pháp môn gọi là Dzogchen suốt cả một đời, thì đi khi đó mới nghe cái đọc cái Tử Thư nó cũng mới có công hiệu, chứ không phải là ai đọc cũng có công hiệu đâu. Mà suốt đời mình tu thiền, đến khi mình nghe nhắc lại một cái là mình nhớ liền, cũng giống như bài học mình có học thuộc, nhắc cho mình một chữ là mình đọc cả bài. Chứ còn mình cả đời mình không tu thì nghe nó cũng nghe giống như nước đổ lá môn, cho mình cũng không có biết gì mà giải thoát được. Thì những cái người mà cả đời không tu thì khi mà thấy ánh sáng đó rất là sợ, cho nên mới trốn vào những cái ánh sáng mờ của lục đạo. Thì trước tôi gọi là cái quán ánh đèn mờ ở trong mấy quán cà phê đó. Thì mình chúng ta có cái quen, cái thói quen sờ chân lý, sờ sự thật, sờ cái ánh sáng chói chang của sự thật, cho nên chúng ta ưa cái mờ mờ ảo ảo đó. Thì khi chết chúng ta rất dễ rơi vào những cái ánh sáng lừa dối của lục đạo. Thì đó là gọi là cái thời gian mà sau khi ánh sáng căn bản đó mà nó tắt đi rồi, nó nghĩa là nó không có hiện ra nữa, mà nó mờ mờ nó biến thành những cái ảo ảnh khác. Cái ánh sáng đó nó hiện ra mà mình không nhập vào thì sau đó cũng do cái tư tưởng của mình, do những cái bám víu của mình mà mình tưởng tượng ra nhiều hình ảnh. Thì cái bạc đô thứ ba gọi là bạc đô tái sanh hay là trung ấm tái sanh, thì nó hiện ra rất là nhiều cái cảnh tượng ghê rợn kinh hoàng, nhưng mà đều do tâm mình biến ra hết, do cái nghiệp của mình. Thì sở dĩ mà có bốn cõi bạc đô như vậy là vì cái tâm của mình nó có nhiều cái dạng khác nhau. Sở dĩ có tái sanh là vì có cái một cái hình thức của tâm mình còn bám víu lấy cái sự sống, bám víu vào một cái thân xác và muốn trở lại những cái nơi mà mình quen thuộc. Thì do cái thói quen gọi là cái nghiệp đó, cái tập quán của nghiệp, mà người thì người ta sinh vào chỗ này chỗ nọ là do cái nghiệp lực thúc đẩy. Thì trong cái cuốn mà Thắng Pháp Tập Yếu do Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, thì cũng có nói về cái tâm gọi là kiếp sanh thức. Cái tâm của mình nó có nhiều hình dạng, trong cái thúc lúc sống mà có dùng các cái giác quan đó, ý thức của mình đó, tiếp xúc với ngoài trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, thì nó có rất là nhiều hình thái của tâm thức. Nhưng mà khi chết đi thì nó rút lại thành một cái dạng gọi là kiếp sanh thức, là do cái kiếp sanh đó là gọi là cái thức mà nối liền với cái đời sau, với một cái đời sống mới. Thì cái kiếp sanh thức đó là kết hợp của tất cả những cái nghiệp lành nghiệp dữ trong một đời của mình, nó rút gọn vào trong một cái khuynh hướng đó mà nó không có tiêu mất. Chỉ có những cái bậc mà đã đạt đạo như A-la-hán rồi thì không có kiếp sanh thức mà thôi, nghĩa là họ không có tái sanh vào một cái đời khác. Thì có thể nói những vị A-la-hán là những cái vị mà nhập vào ánh sáng căn bản và là vô sanh, cho nên không có kiếp sanh thức. Còn tất cả chúng ta đều có một cái kiếp sanh thức, hoặc lành hoặc dữ.